Trước mắt chúng ta là chiếc Toyota Wigo phiên bản 1.2 số sàn. Và đây là toàn bộ cái khoang động cơ của chiếc Wigo này. Điểm ấn tượng đầu tiên đó chính là ở cái nắp capo này. Một chiếc xe nhỏ, tuy nhiên thì nắp capo khá là chắc chắn. Đặc biệt là Wigo còn được trang bị thêm cả tấm tiêu âm và tấm cách nhiệt. Với cái tấm tiêu âm này thì cái tiếng ồn sẽ đỡ lọt vào khoang hành khách. Cùng với đó là nắp capo sẽ không bị nóng trong trường hợp mà chúng ta di chuyển đường dài. Ở trên cái nắp capo này chúng ta sẽ ghi đầy đủ tất cả các thông số kỹ thuật. Và đây là toàn bộ khoang động cơ. Toyota Wigo này chúng ta sẽ có 4 máy xếp thẳng hàng và đó chính là động cơ i4. Dung tích công tác chính xác là 1.198cc cho công suất tối đa là 87 mã lực tại 6.000 vòng trên phút. Với cái công suất này thì thực tế ra hiệu suất của chiếc Wigo về động cơ còn tốt hơn cả xe i10. Chiếc Grand i10 của chúng ta sử dụng cái dung kích tích công tác là 1.248 phân khối và cho công suất tối đa là 88 mã lực. Còn chiếc Wigo này chúng ta chỉ có hơn 1.001cc thôi nhưng lại cho tới 87 mã lực. Đây là cái hốc hút gió của Wigo. Các bạn có thể thấy là cái hốc hút gió này được nhà sản xuất để rất là cao. Như thế này chúng ta sẽ thoải mái yên tâm khi mà trong trường hợp chúng ta cần phải lội nước. Và đặc biệt là các bạn có thể thấy cái hốc hút gió này được đặt song song với xe thay vì hướng ra phía trước. Trong trường hợp mà nếu chúng ta hướng cái hốc hút gió này ra phía trước thì khi mình đi ở đường gặp trời mưa hoặc là nước nó hất lên sẽ dẫn đến cái tình trạng mà nước lọt thẳng vào trong cái hốc hút gió này và rất dễ dàng vào trong khoang máy. Tuy nhiên thì Toyota Wigo đã tránh được điều này bằng cách là xoay ngang cái hốc hút gió này ra. Đây là tổng thể toàn bộ cái khoang động cơ. Cụm ABS dành cho cả 4 bánh rất là rõ ràng, không hề có ý gì gọi là che giấu cả. Ở đây chúng ta sẽ có còi. Các bạn quan sát, chiếc Wigo này thì hiện tại đang bán với mức giá khoảng 340 triệu, phân phối trên toàn quốc và giao hàng từ 25 tháng 9. Mọi thông tin chi tiết thì có thể mời các bạn liên hệ theo số điện thoại bên dưới. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trả góp, trả thẳng trên toàn quốc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những cái clip khám phá tiếp theo về Wigo. Xin chào ạ.